Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm trắc nha, trắc dây bonsai lá nhỏ nha. Cái này mình nhà vườn đang làm rừng trên thân. Cây này ôm đá luôn nè, ôm viên đá rất là chắc chắn luôn nha. Đây, trắc này trắc trắc dây gai lá nhỏ nha. Rồi cây này có mã số là 167. Tổng cái hòn lớn đây nè, tổng cái hòn lớn đây nè, ngay chỗ cục đá đây này là 80 nha. Cái hoành thân này đại diện là 23. Cây cao từ mặt bò mà lên trên ngọn luôn là 90. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 100 nhân cho 60 nha. 100 nhân 60. Cây này nó nằm ở cái kiểu là rừng trên thân nha. Đây. Này, rừng trên thân. Và nhà vườn cũng đang làm ở cái mẫu rừng trên thân nha. Nhà vườn cũng làm cái mẫu rừng lên thân. Rồi cây này thì nhà vườn giao lưu nhanh là 3,5 triệu bao ship không chậu nha. 3,5 triệu bao ship không chậu. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nó rừng liền cốt luôn. Lũa thép nè. Cây này lũa thép rin luôn. Rừng trên thân nha mà. 3,5 triệu bao ship không chậu. Mã số là 167 nha. Wow, ở phía sau đây lũa đẹp nè. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.